Mark One số 1 về Mark. Vâng, xin chào tất cả anh em và mừng anh em đã quay trở lại với Mark One và mình là Thích Easy. Chắc hẳn nhiều anh em sẽ hỏi là năm bao nhiêu rồi mà còn review con MacBook Pro Retina 2014 với mã là MGX2. Và video này mình sẽ nói về em nó và lý do tại vì là mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau và nhiều người sẽ không chọn MacBook Air để làm việc do nó thời điểm hiện tại để sở hữu một em MacBook Pro 15 inch Retina 2014 là hoàn toàn phù hợp. Và bây giờ thì anh em chiến thôi. Thứ nhất, nói tổng quan về ngoại hình thì MGX2 vẫn là thiết kế từ nhôm nguyên khối với kích thước dài rộng cao là 36-25 1,8cm và chỉ nặng có 2kg. MacBook Pro Retina 2014 vẫn đảm bảo tính di động cao trong khi vẫn cung cấp cho một màn hình làm việc hiệu quả với kích thước lên đến 15.4 inch. Tiếp theo là chúng ta phải kể đến màn hình thì MacBook Pro Retina 2014 với màn hình 15 inch, độ phân giải là 2880x1800 pixel cho chất lượng hiển thị trên 5 triệu điểm ảnh, panel màn hình công nghệ IPS LED backlit cho góc nhìn rộng và chân thực ngả sắc nét mịn mượt, màu sắc được tái tạo đạt khoảng 96% gam màu sRGB và trên 85% gam màu là Adobe RGB. Với thông số như thế thì việc xem phim hay trải nghiệm đồ họa thì rất là tuyệt vời. Thứ ba là về bàn phím và trackpad. Về điểm này thì anh em không phải lăn tăn vì bàn phím rất là phê. Đấy, nó đàn hồi rất tốt. Nói chung là không thể diễn tả được. Nhưng mà có một điểm mình thích, mình thấy bình thường nhưng mà mọi người chắc là sẽ thích. Trackpad nó khá là nhỏ. Đó. Bốn là về thông số kỹ thuật thì anh em có thể thấy trên màn ảnh thì sẽ là CPU Intel Core i7 Haswell 4770HQ 2.2GHz. Thì bản này sẽ là cái máy của mình đang sử dụng là 2.2GHz, còn có bản khác là 2.5GHz. RAM thì sẽ là TDL3L OnPort 16GB và 1600GHz. Đĩa cứng sẽ là 256GB SSD. Màn hình rộng là 15 inch Retina 2880x1800 pixel. Cảm ứng thì không có. Đồ họa thì sẽ là Iris Pro Graphics 5200. Đĩa quang thì không, webcam thì 1.3. Chất liệu vỏ thì vỏ kim loại nguyên khối. Cổng giao tiếp thì MagSafe 2, 2 USB 3.0, 1 HDMI, 2 Thunderbolt. Kết nối khác thì sẽ là có Bluetooth. Pin thì có thể lên đến 8 giờ và trọng lượng sẽ là 2.2kg. Vâng, về năm thì các cổng kết nối. Có một điểm mà mình rất thích là em nó vẫn có cổng kết nối như cũ chứ không phải dùng thông qua cổng Type-C. Em nó có hai cổng Thunderbolt, một dọc cắm tai nghe 3.5, 2 USB và một HDMI và một SDHC. Vâng, vậy là mình đã review qua cho anh em về em MacBook Pro Retina 2014 rồi. Vậy thì chiếc máy này khá phù hợp cho những anh em muốn sở hữu một chiếc máy Mac để làm đồ họa hoặc thiết kế mà giá thành thì tầm khoảng 25 triệu anh em có thể tham khảo tại Mac One. Và hiện ngoài ra thì các anh em có ý kiến hay góp ý gì thì cứ comment cho mình. Và anh em nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Thích Easy cũng như là Mark One nha. Bye bye.